Vì sao tham nhũng vụ sau lớn hơn vụ trước? Quý vị và các bạn thân mến, lò nóng, củi tươi cũng đã cháy. Người dân thêm tin tưởng khi chống tham nhũng, tiêu cực không còn vùng cấm. Nhưng cần có giải pháp gì để tránh tham nhũng vụ sau cứ lớn hơn vụ trước? Mới đây, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, người nổi tiếng về những tuyên chiến mạnh mẽ với những tham nhũng xung quanh cuộc chiến tham nhũng, nhìn từ vụ chuyến bay giải cứu. Ông Tiến nói, cùng đại án Việt Á thì chuyến bay giải cứu là vụ án gây chấn động dư luận khi được các cơ quan chức năng phanh phui xử lý. Việc chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm trong vụ án này thể hiện rõ thêm quyết tâm không nghỉ không ngừng trong chống giặc nội xâm của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời là tiếng chuông, sự răn đe nghiêm khắc với những kẻ đã đang và chuẩn bị nhúng chàm. Theo kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra, đã có 54 bị can bị đề nghị truy tố, trong đó có 21 bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhiều bị can là quan chức bộ ngành địa phương đã nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hơn 180 tỷ đồng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra như vậy, thì những hành vi trục lợi này là rất nghiêm trọng, gây hệ lụy xấu cho xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân vào chính sách đúng đắn nhân văn. Qua đây cũng cho thấy những hành vi của các bị can này rất tinh vi, có tổ chức, hệ thống chặt chẽ và diện rộng từ cơ quan Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, các ngành, đại sứ quán ở nước ngoài, rồi cả phía cảnh sát xuất nhập cảnh đến một số tỉnh, thành phố. Họ còn có sự bố trí, cài cắm qua các khâu từ phát hiện nhu cầu của người dân lên danh sách, trình duyệt, tổ chức từ các bộ ngành cho đến các công ty tư nhân. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua được đánh giá rất nghiêm nhưng cũng có ý kiến đặt vấn đề thực tế là tham nhũng tại sao vẫn tăng. Thực tế, nhiều vị lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đã đặt câu hỏi về vấn đề này và có những câu trả lời. Việc chống quyết liệt nhưng tham nhũng vẫn tăng có thể thấy chính là do trước đây các cơ chế, quy định của chúng ta còn lỏng lẻo, sơ hở quá nhiều, thậm chí bịt chỗ này nó lại chảy chỗ khác. Tuy nhiên, việc xử lý còn chưa tới nơi tới chốn, dẫn đến khả năng phát hiện các vụ việc còn hạn chế. Hiện nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì công tác này được đẩy mạnh, làm quyết liệt, xử lý nghiêm túc nên phát hiện nhiều hơn. Tổng Bí thư đã nhiều lần khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ không nghỉ, không ngừng mà còn phải quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Thêm vào đó, qua việc phát hiện các vụ án tham nhũng tiêu cực nhiều hơn cũng cho thấy tham nhũng hiện nay đã lây lan vào tất cả các cấp, các ngành, từ thấp đến cao. Trong đó có những lĩnh vực đạo lý được coi là có nhiều nhất như giáo dục nhưng cũng có vụ án liên quan nhà xuất bản giáo dục, in sách giáo khoa. Tiếp đó là trong y tế, nơi nêu cao y đức nhưng vẫn có những giám đốc, cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ ở các bệnh viện tham nhũng, xa xẻo trên bệnh nhân. Phóng viên chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Theo ông, trong thời gian tới, cần có những thay đổi gì để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao hơn? Theo tôi, có hai vấn đề. Thứ nhất, mấu chốt vẫn là công tác cán bộ. Nói cách khác, con người chính là yếu tố cốt tử trong phòng chống tham nhũng. Do đó, ngoài việc tuyển chọn, đào tạo, phát triển cán bộ, thì phải có cơ chế, kiểm soát quyền lực. Vì khi giao quyền lực cho cán bộ mà thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hay chưa chặt chẽ, sẽ dẫn tới tình trạng lạm quyền, lộng quyền, sai phạm. Lúc đầu có thể chúng ta lựa chọn được cán bộ có tài đức, nhưng trong quá trình công tác họ đã không vượt qua được những cám dỗ. Do đó nếu không kiểm soát được quyền lực thì người có quyền sẽ dễ tháo hóa. Thứ hai, phòng chống tham nhũng không chỉ bắt cá nhân vi phạm đó chịu trách nhiệm hình sự, mà rất quan trọng chính là việc thu hồi lại tài sản về cho nhà nước và nhân dân. Muốn làm tốt được vấn đề này thì quan trọng nhất là phải kiểm soát được tài sản, thu thập của cán bộ công chức. Đây là khâu yếu của chúng ta hiện nay. Thực tế có thể cán bộ, lãnh đạo có 10 nhà, chung cư, đất đai nhưng họ lại chuyển dịch hết cho con cháu, anh chị em họ hàng, thậm chí đưa ra nước ngoài. Dòng chuyển dịch của tài sản bất minh hiện nay rất phức tạp. Vì thế chỉ khi nào kiểm soát được tài sản, thu nhập mới có thể trở thành giải pháp hữu hiệu phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Bắt giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã ở Kon Tum. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông Công nghiệp Xanh Kon Tum để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Kon Tum công bố thông tin về vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Nông Công nghiệp Xanh Kon Tum.
Theo hồ sơ vụ án, ông PTT đã gửi đơn tố cáo tới Công an tỉnh Kon Tum với nội dung từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Ông Phạm Ngọc Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Nông công nghiệp xanh Kon Tum đã giới thiệu về việc sắp nhận chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Diễn đồng thời đưa ra thông tin có chủ trương cấp dự án 100 hectare sâm Ngọc Linh nhằm nhận tiền góp vốn đầu tư vào dự án trồng sâm. Với những thông tin nêu trên, ông Tê đã tin tưởng và chuyển cho ông Diễn tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục trong quá trình chuyển nhượng vốn góp và để được công nhận là thành viên góp vốn trong Liên hiệp Hợp tác xã Nông công nghiệp xanh Kon Tum. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông Tê đã nhiều lần liên lạc với ông Diễn nhưng không được. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Phạm Ngọc Diễn đã đưa ra nhiều thông tin, tài liệu gian dối như việc sắp nhận chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Chiến lược Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng, việc đã có chủ trương cấp 100 hectare trồng sâm Ngọc Linh cho Liên hiệp Hợp tác xã và cần 10 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 100 hectare trên. Diễn đã tạo dựng niềm tin cho ông Tê góp tiền, đặc biệt khi đưa ông Tê đến vườn sâm tại khoảng 3, tiểu khu 240 thuộc địa phận hành chính xã Ngọc Yêu, huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, ông Diễn đã tự dựng bảng hiệu Liên hiệp Hợp tác xã Nông công nghiệp xanh Kon Tum, Trung tâm Phân tích Giám sát ADN Sâm Ngọc Linh. Với các thủ đoạn gian dối trên, ông Diễn đã tạo dựng được lòng tin để ông Tê chuyển tiền và chiếm đoạt số tiền 4,5 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Diễn để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người từng tố cáo cha con ông Trần Quý Thanh bị truy tố. Quý vị và các bạn thân mến, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc Tư vấn Thiết kế Xây dựng DCB về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Trung sử dụng tư cách giám đốc đại diện công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án thể hiện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đo đạc, Thiết kế, Tư vấn Xây dựng được thành lập vào năm 2013 do Trung sở hữu, đại diện pháp luật với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động chính là hoạt động kiến trúc. Tháng 10 năm 2020, công ty này tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn Đo đạc Xây dựng Kinh doanh Nhà DCB. Năm 2015 đến 2018, chung cư sử dụng pháp nhân công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng. Quá trình điều tra đến nay được biết, các thửa đất mà Trung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can. Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô tách thửa để bán cho khách hàng. Từ năm 2015 đến nay, Trung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt. Trước khi bị bắt, tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Văn Trung và một số cá nhân khác có đơn tố giác cha con ông Trần Quý Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Quý Thanh và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, cùng là Phó Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó ông Thanh và Uyên Phương bị bắt tạm giam.